sẽ dắt anh em đi đi đảo. Thì hiện nay thì trong ba lô của mình thì chỉ có đạn, mình nghĩ bên nào có boss mà hiện nay bên nào bị boss thì người ta ăn này. Nên mình sẽ dắt anh em đi khô, những khu trong đảo mình sẽ giới thiệu cho anh em coi. Đây là cái cổng của chúng ta, cái cổng chính này. Đó, như anh em có thể thấy, đây cổng chính của chúng ta khi mà chúng ta đi về. Thì đầu tiên chúng ta bước vào cổng ạ. Thì ở trong hai cái nhà này thì có một cái nhà chúng ta có một cái hòm đồ này. Đây. Đây có hòm đồ anh em. Khi chúng ta đi đảo thì nếu như mà các bạn mà mới vô ấy, chưa có thẻ thì hay gì hay là dây điện hay là thẻ gì hết. Đây. Đập. Đây xui chúng ta ra được chiếc điện. Ở bên đảo đấy thì chúng ta đủ 30 triệu anh em. Trong con boss này. Ở bên đây mình đã được 30 triệu luôn. Thẻ lục thì nó có thể là nó ở một trong hai cái nhà này. Mà chúng ta lấy thẻ lục ở đâu? Thẻ lục ở bên đảo thì nó ở đằng sau này. Khu sau đảo này anh em. Đó, nó cứ chạy ra đây. Đây, đến cái dàn mà trụ điện này. Dàn trụ điện đây. Dàn máy lọc dầu giống như máy lọc dầu cái gì. Đấy. Đây anh em. Ở cái khu đây mình có thể mở mát cho anh em coi. Đó, nó khu dưới này nha. Đó, giữa hai cái nhà đó là có một cái máy lọc dầu này. Chúng ta có thể lấy thẻ lục này. Thẻ lục thì bên đây thì nó có cửa lục cho mình, nó đủ 3 bộ cửa luôn. Thì chúng ta đi lấy dần dần. Thì mình nghĩ thì chắc là ít người biết về cái khu này nên là anh em có nhiều anh em thì chắc vẫn chưa đi khu này luôn. Đây, chúng ta chạy xuống đây. Nếu mà chúng ta chưa có súng ấy, chúng ta đừng có lên bắn con này. Có thì bắn lấy đồ cũng được. Ở dưới này chúng ta có cái dương này. Anh em có thể này. Chúng ta lên đây. Ở đây thì cũng có một con boss. Con boss ở đây nó cầm cái khẩu súng lục ấy. Đây này, anh em thấy không? Trông hổ báo lắm. Đấy, đấy, đấy. Anh em lại coi, chia một tí. Giết con này luôn. Boss này thì băng mà bay màu thôi. À, có chai nước. Chai nước còn không có nước. Phải cả chưa. Rồi, đi sang bên đây thì để lục đây. Thường thì cửa lục nó sẽ ở đây hoặc là nó ở trên. Ta có thể xem cửa ở đâu thì chúng ta có thể đi. Chip điện của cái thẻ lục ấy, nó đây này. Đây chúng ta có thể mở map lên cho anh em coi. Chúng ta lấy thẻ thì lấy ở đây, nhưng mà sang đi thẻ thì ở bên này. Đó, chip đây. Chúng ta cho 25 chip được. Đây, phòng của thẻ lục thì nó ở cuối nha anh em. Đó. Oh. Đó, vô thẻ lục thì chúng ta có thẻ nam luôn. Lúc nào hầu như không có ấy. Ta đi thẳng. Đó, nhặt được thêm chiếc điện này nha. Phong của lục thì nó không rộng, chúng ta chủ yếu là lấy cái thẻ nam thôi. Còn ở dưới khu này ấy, thì chúng ta có hai cái hòm rất là dễ ăn này. Đây, trên này nó có một cái này. Ở đây chúng ta có cái này. Hai. Đó, chúng ta lên đập, chúng ta lấy thôi. Khá là dễ ăn. Thường thì mình đi đảo thì nó được khoảng tầm hơn ca linh kiện á. Nếu mà chúng ta dã hết đồ thì chúng ta được khoảng đó. Đó. Thường thì mình nghĩ nếu mà mình đi mình ăn hai thùng này trước, sau đó mình mới vào mình cắm điện. Sau đó mình ra đây mình mở thẻ. Sau khi mở thẻ xong thì mình chạy đây luôn. Chạy đây. Đó, chạy đây thì trong cái nhà này này. Anh em thấy không? Trong nhà này có một cái dương thức ăn ở đây này. Và đằng sau này cũng có dương thức ăn này. Không hạn thì cũng mỏ qua đây. Rồi. Sau đó thì chúng ta chạy ra đây có hai cái nhà này, hai cái nhà này có hai cái thùng này, đấy anh em thấy không? Đấy, có hai cái thùng. Chúng ta đập hai cái thùng tiếp. Đấy. Bên này có một cái nữa.
kho ở ngay gần cái nhà mà đi khu đấy, có một cái thùng. Con ở đây nè, con ở giữa nè, với con ở bên kia đó, thì chỉ là nó bắn được mình thôi, nhưng mà chúng ta qua